chỉ có giá hơn 1 triệu một cặp. Em giao khách 3 đôi bát 40 hàng nhà máy. Và đây là dòng bát 40 giờ xếp côn 76. Dòng này em giao cho khách hàng liên tục và đánh rất là hay. Chống sâu mềm, đi số lượng nhiều. Khách hàng mà lấy 3 đôi, 5 cặp, 10 cặp thì giá siêu rẻ. Hàng nguyên đai nguyên kiện như thế này. Ở trên thị trường nhiều dòng giờ xếp này nhưng các bác cân đối khi mua giờ xếp nhé. Bát 40 từ 190 côn 76. Đít gù viền xanh và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Màng của bác là màng Sydney gân 3 gân. Sơn dầu bóng. Các bác nhìn nhau ạ. Hàng giờ xếp của bên em nó khác hoàn toàn với trên thị trường. Bích dày, có tem chống hàng giả, hàng nhái 7 màu. Từ 19 côn 76 mà giá chỉ có hơn 1 triệu thì các bác không chơi cặp này thì các bác đố anh em tìm được một cặp bát 40 mà có cái cấu hình như thế này mà nó đẹp và chất lượng như thế này giống như của em. Và khẳng định trên video ngày hôm nay các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé.